Dạ, kính thưa quý thầy cô trong ban chủ tọa đoàn và kính thưa quý anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay em sẽ xin chia sẻ một cái vấn đề cũng liên quan về hen, nhưng mà không có sâu bằng những cái vấn đề như cô Lan và cô Phương đã trình bày liên quan đến cái việc chẩn đoán hen. Thì ở đây chỉ nói một khía cạnh rất là nhỏ, đó là cái phần chẩn đoán phân biệt đối với bệnh nhân hen. Thì cụ thể là nói về cái chẩn đoán phân biệt giữa hen và cái một cái tình trạng đó là rối loạn hoạt động dây thanh. Thì nội dung trình bày tập trung chủ yếu là hai cái vấn đề chính. Thứ nhất là những cái đặc điểm liên quan với cái rối loạn hoạt động dây thanh về mặt lâm sàng, cần lâm sàng và chẩn đoán của cái tình trạng rối loạn này. Và bên cạnh đó sẽ cố gắng đi sâu vào việc là phân biệt giữa cái rối loạn hoạt động dây thanh và cái tình trạng hen. Thì dựa trên đó, hy vọng là sau các bài trình bày sẽ giúp ích được một phần cho những cái bác sĩ trực tiếp mà chẩn đoán bệnh nhân hen, làm thế nào được nhận diện ở đây đúng là một bệnh nhân hen hay không, hay là một cái tình trạng, một cái bệnh lý phân biệt mà có thể cũng rất thường gặp trên bệnh nhân hen. Nó khiến cho cái việc điều trị nhiều khi dẫn đến những cái sai lầm, dẫn đến những cái việc kiểm soát triệu chứng của bệnh nhân tương đối là khó khăn. Thì trước khi bắt đầu bài trình bày, em xin đưa qua một cái trường hợp minh họa ở đây. Đây là một cái bệnh nhân nữ 68 tuổi đến khám vì khó thở. Thì bệnh nhân này có một cái bệnh sử diễn tiến là khoảng 3 tháng. Với khởi phát bệnh nhân là có ho, đầu tiên bệnh nhân có ho và có cảm giác là vướng đàm ở cổ họng. Thì sau đó bệnh nhân có xuất hiện những cái cơn khó thở, khò khè, và những cái triệu chứng khó thở khò khè này xuất hiện sau những cái kích thích, ví dụ như sau khi bệnh nhân ho nhiều hoặc là bệnh nhân rất là căng thẳng. Và trong cái cơn khó thở đó, bệnh nhân có kèm theo mất giọng nói. Thì về tiền sử của bệnh nhân này thì bệnh nhân có cái tiền sử là viêm mũi dị ứng, kèm theo đó thì bệnh nhân có những cái biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Bệnh nhân có mổ bút giáp cách đây 20 năm và không ghi nhận những tiền căn bệnh lý về tim mạch. Thì khám lâm sàng thì bệnh nhân này còn hoàn toàn bình thường khi bệnh nhân không có biểu hiện khó thở. Và X quang ngực cũng như hô hấp ký là cho thấy những kết quả tương đối bình thường. Và hô hấp ký cũng không ghi nhận cái tình trạng là đáp ứng với thuốc giãn phế quản. Thì từ những cái đặc điểm trên, ví dụ bệnh nhân là có biểu hiện khó thở, khò khè từng lúc, kèm theo những cái đặc điểm là bệnh nhân có bệnh lý viêm mũi dị ứng, thì bệnh nhân này được chẩn đoán một cái bệnh cảnh nó thường gặp, đó là bệnh hen suyễn. Và bệnh nhân điều trị với cái thuốc là Symbicort với cái liều là 2 nhát x 2. Tuy nhiên thì cái triệu chứng của bệnh nhân với cái điều trị như vậy thì triệu chứng bệnh nhân không cải thiện. Và đỉnh điểm của bệnh nhân này là cái triệu chứng bệnh nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều. Và đỉnh điểm đó là bệnh nhân phải nhập viện một lần cấp cứu vì cái cơn khó thở. Thì đứng trước cái vấn đề vậy, những cái câu hỏi đặt ra cho cái người bác sĩ thực hành lâm sàng, đó là ở cái bệnh nhân như vậy, cái chẩn đoán hen có phải phù hợp nhất cho bệnh nhân hay không? Và nếu mà chẩn đoán hen là phù hợp nhất cho bệnh nhân thì cái điều gì đã xảy ra bệnh nhân khiến cho triệu chứng bệnh nhân không được kiểm soát tốt? Thì quay trở lại về những cái hướng dẫn điều trị cũng như quản lý bệnh nhân hen, thì khi một bệnh nhân hen không được kiểm soát tốt, chúng ta cần đánh giá những cái yếu tố, ví dụ như những bệnh lý về đi kèm của bệnh nhân có được kiểm soát tốt hay chưa, những cái yếu tố kích thích có được hướng dẫn cho bệnh nhân để tránh những yếu tố kích thích này một cách tốt, tối ưu hay chưa, hoặc là ngay cả những cái dị nguyên là bệnh nhân đã làm thật tốt chưa. Bên cạnh đó là cái hiệu quả điều trị chúng ta có thật sự đạt được cho bệnh nhân hay chưa. Hiệu quả điều trị nó có thể liên quan đến cái việc là tác dụng của cái thuốc chúng ta điều trị, cũng như là cách sử dụng thuốc làm sao cho nó đạt hiệu quả trên bệnh nhân. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý là cái điều trị nó còn ở cái mặt là thuốc này xài có gây tác dụng phụ gì cho bệnh nhân hay không. Cái vấn đề thứ hai đặt ra trong trường hợp này đó là có thật sự bệnh nhân này là bị hen hay không. Vậy thì quay trở lại cái phần chẩn đoán phân biệt với hen, thì thật sự là chẩn đoán phân biệt với hen cũng tương đối khá là nhiều. Trong đó có thể kể đến những cái bệnh, ví dụ bệnh nhân có thể bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân có thể bị giãn phế quản, bệnh nhân có thể bị những cái bệnh lý ví dụ như là nhuyễn sụn phế quản chẳng hạn. Thì trong đó, trong những cái chẩn đoán phân biệt đó, thì một cái chẩn đoán phân biệt cũng cần lưu ý đó là rối loạn hoạt động dây thanh. Vậy thì rối loạn hoạt động dây thanh là gì? Thì cái phần tiếp theo tôi xin nói sơ lược về cái rối loạn hoạt động dây thanh. Và tại sao cái rối loạn hoạt động dây thanh này lại cần thiết và cần được xem trọng trong việc chẩn đoán phân biệt đối với bệnh nhân hen? Nó có những cái lý do như sau. Thứ nhất là ở bệnh nhân rối loạn hoạt động dây thanh nó có những cái đặc điểm khá là tương tự với bệnh nhân hen. Về biểu hiện lâm sàng, triệu chứng bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng tương tự như hen,
Ví dụ như bệnh nhân có thể có khó thở, có thể có ho, có thể có khò khè, có nặng ngực. Và sự xuất hiện những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện một cách từ từ, từng lúc, sau những cái kích thích cũng thường gặp trên bệnh nhân hen. Ví dụ như là những cái gắng sức, ví dụ như là tình trạng xúc động, hoặc là bệnh nhân do cái tình trạng trào ngược có thể khiến cái cơn hen xuất hiện. Bên cạnh đó thì những kết quả cận lâm sàng, ví dụ hô hấp ký, thì ở bệnh nhân rối loạn hoạt động giao thanh cũng có thể bình thường, giống như ở những bệnh nhân hen mà kết quả hô hấp ký bình thường. Những cái tài liệu báo cáo cũng cho thấy là cái tỷ lệ nhiều cái trường hợp mà bệnh nhân rối loạn hoạt động giao thanh được chẩn đoán ngầm như hen, cũng như là cái hen và cái rối loạn hoạt động giao thanh nó có thể cùng tồn tại trên một bệnh nhân. Mặc dù có những cái đặc điểm tương tự như vậy, nhưng mà về mặt cơ chế bệnh cũng như là cái việc điều trị thì nó tương đối là khác nhau. Do đó nếu mà một cái việc chúng ta nhận diện hay là chúng ta chẩn đoán một cách sai lầm một bệnh nhân rối loạn hoạt động giao thanh như một bệnh nhân hen và điều trị như một bệnh nhân hen, thì có thể dẫn đến những cái việc là triệu chứng bệnh nhân nặng cũng như là diễn tiến của bệnh nhân nó có thể nhập cấp cứu. Vậy thì cái vấn đề mà đặt ra cái việc phân biệt giữa cái rối loạn hoạt động giao thanh và hen thì tương đối rất là quan trọng. Tuy nhiên là trên thực tế cái việc mà chẩn đoán rối loạn hoạt động giao thanh có thể là nói là rất là khó khăn và nó có nhiều cái thách thức cho cái người mà thực hành lâm sàng. Thì cụ thể chúng ta sẽ đi tìm hiểu coi cái rối loạn hoạt động giao thanh là như thế nào, thì chúng ta thấy được những cái điểm khó khăn trong việc chẩn đoán cũng như nhận định cái trường hợp này. Rối loạn hoạt động giao thanh thật sự là một cái rối loạn về chức năng thôi, nhưng mà nó biểu hiện với tình trạng là nó có sự khép bất thường của dây thanh trong thì hít vào và thỉnh thoảng xuất hiện cả trong thì thở ra. Như chúng ta đã biết là hô hấp bình thường của chúng ta thì khi trong thì hít vào thì hai cái dây thanh nó sẽ mở ra cho khí đi vào và nó sẽ khép nhẹ trong thì thở ra. Đó là cái hoạt động sinh lý bình thường. Thì khi mà có sự bất thường về cái hoạt động dây thanh, nó xuất hiện ở tình trạng là nó sẽ gây ra cản trở cái luồng khí hít vào trong thì cản trở cái luồng khí hít vào, nó khép trong cái thì hít vào, gây ra tình trạng là có thể bệnh nhân biểu hiện là khó thở. Và rối loạn hoạt động dây thanh này nó đã được đề cập đến từ năm 1842 với nhận định đầu tiên. Nó có nhiều cái thuật ngữ để mô tả, và cái đầu tiên có những tác giả mô tả nó như là một cái rối loạn của co cơ vùng thanh quản. Đến năm 1869 thì tác giả Mackenzie có thực hiện được một cái nội soi thanh quản để giúp nhận định cái hoạt động bất thường của dây thanh này. Tiếp theo đó thì năm 1902 tác giả William Osler có mô tả được cái rối loạn hoạt động dây thanh này nó xuất hiện cả hai thì. Và từ đó cho đến nay nó có rất nhiều thuật ngữ và trên 70 thuật ngữ được dùng để mô tả cái tình trạng rối loạn hoạt động dây thanh này. Thì trong đó có hai cái thuật ngữ thường được sử dụng nhất, đó là cái thuật ngữ VCD hay là Vocal Cord Dysfunction, là rối loạn hoạt động dây thanh, hoặc là cái BVFM, Paroxysmal Vocal Fold Motion, thì thường được sử dụng nhất. Thì sự khác nhau giữa hai cái thuật ngữ này đó là một cái thuật ngữ mà rối loạn hoạt động dây thanh hay là VCD á, thường được sử dụng bởi những cái nhà hô hấp hoặc là những nhà về dị ứng thì được sử dụng cái thuật ngữ này. Còn cái vận động dây thanh nghịch thường á, thì được sử dụng bởi những cái nhà về tai mũi họng hoặc là những cái nhà mà trị liệu về ngữ âm. Thì năm 1983 thì tác giả Christopher đã tìm thấy cái rối loạn hoạt động dây thanh này xuất hiện trong những trường hợp hen nặng. Thì tiếp theo đó tác giả Newman tìm thấy là ở những trường hợp mà hen khó trị thì có 10% là được chẩn đoán nhầm như là hen, nhưng mà thật sự nó là rối loạn hoạt động dây thanh, và 30% có cả sự hiện diện đồng thời rối loạn hoạt động dây thanh và hen trên cùng một bệnh nhân. Về mặt cơ chế bệnh sinh cũng như là các yếu tố đi kèm trên bệnh nhân rối loạn hoạt động dây thanh, thì thực sự thì tới thời điểm hiện tại thì về cơ chế bệnh sinh nó vẫn chưa được hiểu một cách toàn diện. Tuy nhiên cái cơ chế mà được đề cập nhiều nhất là liên quan đến cái việc tăng cái đáp ứng của cái thanh quản, tăng đáp ứng của thanh quản liên quan đến những cái phản xạ ho và phản xạ đốc nấm hanh môn. Thì nếu mà hen là được như coi như là có một cái bệnh lý về tăng đáp ứng đường thở, đây cụ thể đó là phế quản, thì cái rối loạn hoạt động dây thanh này cũng là một tình trạng tăng đáp ứng của đường thở, nhưng mà đường thở đây là thanh quản hay gọi là hen của vùng thanh quản. Thì tại sao
nó lại liên quan đến cái tăng phản xạ vùng thanh quản. Thì trong cái ở thanh quản nó có rất nhiều cái thụ thể, cái thụ thể liên quan đến cái phản xạ ho và phản xạ đóng mắt tinh bôm. Thì những cái thụ thể này khi mà nó bị tăng nhạy cảm lên thì nó xuất hiện cái tình trạng là khép dây thanh tương đối dễ xảy ra hơn, và dẫn đến cái việc là nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó khép bất thường trong cái thì hít vào của bệnh nhân, gây cản trở hô hấp cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì nó có nhiều đặc điểm được liệt kê, nó liên quan đến cái bệnh sinh của cái rối loạn hoạt động dây thanh này. Có thể kể ra đầu tiên đó là cái yếu tố về gắng sức. Thì do cái lịch sử nó nhận định cái bệnh này, người ta phát hiện những cái bệnh nhân là những cái vận động viên, thì khi mà người ta gắng sức đó, nó xuất hiện cái tình trạng khó thở, và sau này người ta nhận diện đó là có liên quan đến tình trạng rối loạn hoạt động dây thanh. Bên cạnh đó nó cũng có liên quan đến những cái yếu tố kích thích. Yếu tố kích thích này có thể là yếu tố kích thích ngoại sinh hoặc là nội sinh. Ví dụ như là những cái yếu tố nội sinh, ví dụ như là bệnh nhân có những cái bệnh lý, ví dụ như hội chứng nhỏ dịch mũi sao, hoặc là liên quan với trào ngược dạ dày thực quản, nó có thể làm tổn thương cái vùng thanh quản, hoặc là tăng nhạy cảm cái vùng thanh quản này đi, nó gây ra cái tình trạng là tăng cái đáp ứng của cái thanh quản. Hoặc là liên quan với những cái yếu tố ngoại sinh, ví dụ là viêm nhiễm hoặc là những cái hóa chất mà gây ra tổn thương ở cái vùng thanh quản, thì cũng có thể góp phần gây ra cái triệu chứng trên bệnh nhân. Và một yếu tố nữa đó là yếu tố liên quan về tâm lý. Thì yếu tố liên quan tâm lý, nó qua cái lịch sử về nhận diện cái rối loạn này á, là đầu tiên á, là ở xuất hiện, người ta nhận diện nó giống như là một cái tình trạng bệnh history, trên bệnh những bệnh nhân có biểu hiện khó thở. Rồi những bệnh nhân này sau đó thì một số những bệnh nhân thì có những cái yếu tố, có những cái bệnh lý về tâm lý, ví dụ bệnh nhân bị trầm cảm, hay những bệnh nhân về rối loạn lo âu, thì cũng có xuất hiện những cái biểu hiện giống như rối loạn hoạt động dây thanh. Sau khi điều trị về tâm lý thì bệnh nhân lại cải thiện triệu chứng. Do đó cái yếu tố tâm lý nó được nhận định như một yếu tố có liên quan đến cái bệnh lý rối loạn hoạt động dây thanh. Và bên cạnh đó thì cái yếu tố tâm lý này nó cũng có liên quan về mặt hậu quả ở những bệnh nhân này. Ví dụ khi mà bệnh nhân có xuất hiện cái tình trạng mà khó thở, mà cảm giác như là thắt nghẹt ở cổ, thì cũng gây ra cái cảm giác lo lắng, sợ hãi cho bệnh nhân, và đẩy cho cái tình trạng tâm lý bệnh nhân nó rơi vào cái bệnh lý. Về mặt lâm sàng, chẩn đoán cái rối loạn hoạt động dây thanh này, thì cái rối loạn hoạt động dây thanh này nó có biểu hiện nổi trội là biểu hiện về khó thở. Tuy nhiên cái biểu hiện khó thở, khi mà đi sâu vào phân tích, chúng ta có thể thấy được một số đặc điểm riêng của cái rối loạn hoạt động dây thanh này, giúp chúng ta có thể phân biệt được cái rối loạn hoạt động dây thanh này với bệnh cảnh hen. Ví dụ cái đặc điểm thứ nhất là đặc điểm về khởi phát khó thở. Thì đối với hen thì có thể nó khởi phát từ vài phút đến vài giờ, nhưng mà cái đối với rối loạn hoạt động dây thanh thì thường khởi phát rất là nhanh, và nhiều khi cái khởi phát này nó do yếu tố kích thích mà nó khởi phát nhanh đến mức mà chúng ta có thể không nhận diện được cái yếu tố kích thích trên bệnh nhân. Cái đặc điểm thứ hai chúng ta cần lưu ý về đặc điểm khó thở, đó là khó thở này thường thường xuất hiện ở thì hít vào, do cái từ cái cơ chế sinh lý bệnh, nó do cái khép bất thường của dây thanh. Dây thanh nó nằm ở cái đường hô hấp ngoài lồng ngực, do đó chủ yếu của bệnh nhân là khó thở trong thì hít vào. Còn hen, ngược lại hen lại khó thở trong thì thở ra. Và các đặc điểm thứ ba đó là nếu chúng ta hỏi về cái đặc điểm khó thở, thì thường thường bệnh nhân mô tả cảm giác khó chịu, khó thở của bệnh nhân xuất hiện ở cái vùng cổ của bệnh nhân. Thì bên cạnh đó nó có những đặc điểm tương tự khác trong hen, ví dụ như là ho, nặng ngực hay khò khè cũng có thể xuất hiện trên bệnh nhân rối loạn hoạt động dây thanh. Và những cái triệu chứng khác trên bệnh nhân rối loạn hoạt động dây thanh, ví dụ như bệnh nhân có biểu hiện là khàn tiếng hoặc là rối loạn giọng nói xuất hiện trong cái cơn khó thở, bệnh nhân có cảm giác vướng đàm ở cổ, hoặc là bệnh nhân có những cái rối loạn tâm lý đi kèm, nó có thể là yếu tố kích thích cũng như là yếu tố hậu quả do cái bệnh lý này gây ra. Bên cạnh đó, nếu mà chúng ta chẩn đoán lầm cái bệnh cảnh rối loạn hoạt động dây thanh này như cái bệnh cảnh hen, thì sẽ dẫn đến một cái điều là kết luận là bệnh nhân thường là đáp ứng kém với điều trị của hen, cũng như là bệnh nhân có thể nhập viện rất là nhiều lần. Về cái mặt khám lâm sàng thì nó chia làm hai cái giai đoạn. Nếu mà giai đoạn ngoài cơn thì có thể chúng ta ghi nhận bệnh nhân hoàn toàn bình thường, nhưng mà trong cơn thì bệnh nhân có thể xuất hiện những cái khò khè, hoặc là ở cái ranh rít ở vùng thanh quản, nó lan xuống cái vùng cổ, nó lan xuống cái phế trường hai bên. Qua đây cũng nên nhấn mạnh một điều trong cái thực thể lâm sàng, khi mà chúng ta khám một bệnh nhân mà khó thở,
thường thường chúng ta chỉ khám ở các vùng ngực của bệnh nhân mà ít có nhiều khi chúng ta bỏ quên mất cái việc cái trình tự khám đầu tiên phải đặt ống nghe ở cái vùng cổ và coi nó có bất thường hay không. Nhiều khi cái âm bất thường, cái ranh cái tiếng ranh rít ranh ngáy đó nó lan từ cái vùng cổ lan xuống mà chúng ta bỏ qua cái bước khám ở vùng cổ thì nó dẫn đến cái việc là chúng ta nhiều khi chúng ta chẩn đoán lầm và chúng ta bỏ sót cái bệnh. Giữa hen và gối loạn hoạt âm giải thanh cũng đặt ra là một cái vấn đề chẩn đoán phân biệt rất là nan giải cho các bác sĩ, và cũng có nhiều cái nghiên cứu cố gắng làm sao dựa vào những cái đặc điểm lâm sàng để đưa ra được những cái sự phân biệt giữa hai tình trạng này. Thì trong đó có một tác giả Tracer và cộng sự đã nêu ra đưa vào một cái chỉ số BIS-BUS VCD để giúp phần nào nhận diện được bệnh nhân này có gối loạn hoạt âm giải thanh trên những bệnh nhân mà có những cái biểu hiện tương tự như hen. Thì nó dựa trên bốn cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là bệnh nhân này có cái cảm giác nghẹt ở cái vùng cổ hay không. Bệnh nhân này có đặc điểm thứ hai là bệnh nhân có gối loạn giọng nói khi mà xuất hiện cái khó thở hay không. Đặc điểm thứ ba là bệnh nhân có cái xuất hiện triệu chứng khi mà tiếp xúc với cái mùi nồng hay không. Và đặc điểm thứ tư là những bệnh nhân này có cái biểu hiện khò khè hay không. Thì từ đó chúng ta tính đến một cái điểm số cho bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân có một cái điểm số đó lớn hơn 4 điểm thì với cái điểm số này thì khả năng để nhận diện được cái bệnh nhân này với cái chẩn đoán là gối loạn hoạt âm giải thanh với những cái biểu hiện lâm sàng tương tự như hen là với độ nhạy là tương đối cao là tới 83% cũng như độ đặc hiệu là lên đến 95%. Giá trị tiên đoán dương của cái thang điểm này nó lên đến 96% cũng như giá trị tiên đoán âm là khoảng 77%. Về mặt cận lâm sàng để chẩn đoán cho cái gối loạn hoạt âm giải thanh thì về mặt tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán gối loạn hoạt âm giải thanh thì dựa vào cái cơ chế bệnh sinh cũng như là định nghĩa của cái bệnh lý này thì tiêu chuẩn vàng đó là dựa trên cái soi thanh quản. Chúng ta có thể giúp chúng ta quan sát được cái tình trạng là nó có sự khép dây thanh bất thường, và người ta nhấn mạnh ở chúng ta quan sát, khi mà quan sát thì chúng ta quan sát ở lúc ở cái thì hít vào, nhưng mà đỉnh điểm là cái giữa thì hít vào, tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cái giãn nở của hai cái dây thanh đó là gọng đạt được cái giãn nở lớn nhất, và nếu chúng ta quan sát thấy cái bất thường ở có thể dễ dàng hơn ở giữa thì hít vào. Tuy nhiên việc áp dụng cái soi thanh quản để chẩn đoán gối loạn hoạt âm giải thanh nó không đơn giản, tại nó sẽ gặp một số vấn đề. Thứ nhất là nó có thể phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của cái người soi thanh quản. Nếu mà người soi thanh quản chỉ đơn thuần là thực hiện cái việc soi thanh quản thì nhiều khi người ta không có thiếu những cái thông tin lâm sàng, thì người ta khi đó người ta sẽ không biết quan sát gì, mà chủ yếu người ta sẽ xem coi bệnh nhân này có bất thường về cấu trúc hay không, chứ người ta không có nhận định được cái việc là bệnh nhân có gối loạn về chức năng, tức là chức năng hoạt động của dây thanh ở đây. Cái thứ hai là cái việc nhận định cái gối loạn này cũng tương đối là khó khăn. Thì có những cái báo cáo cho thấy là cái độ tương đồng về nhận diện cái bất thường xuất hiện của cái hoạt động khép dây thanh này giữa những cái nhà nội soi nó cũng có một cái sự giới hạn nhất định. Bên cạnh đó là nó còn liên quan đến cái việc là tình trạng triệu chứng của bệnh nhân. Ví dụ khi mà bệnh nhân đang có triệu chứng hay là bệnh nhân đang bình thường thì có thể là ảnh hưởng đến cái kết quả, có thể soi kết quả hoàn toàn bình thường. Tôi xin đưa ra một cái hình để minh họa cho cái việc soi thanh quản ở đây. Nếu mà nhìn về tổng thể hai cái hình A và hình B của cái một cái soi thanh quản thì chúng ta quan sát thấy thì gần như là bệnh nhân này là bình thường về cấu trúc của thanh quản. Do đó khi mà chúng ta thực hiện soi thanh quản có thể là kết luận một cái việc là bệnh nhân này có soi thanh quản bình thường. Tuy nhiên đây là một cái hình được chụp trên cùng một bệnh nhân. Bệnh nhân này được chụp ở hai cái thời điểm, một thời điểm là bệnh nhân trước điều trị và một thời điểm là sau khi điều trị. Và thời điểm chụp ở đây là thời điểm bệnh nhân giữa thì hít vào. Thì so sánh giữa cái hình A là hình trước điều trị và hình B là hình sau điều trị, chúng ta thấy có một sự thay đổi về kích thước của cái thanh môn, khoảng cách giữa hai dây thanh. Thì nếu mà ở cái trường hợp A thì chúng ta sẽ thấy là so với trường hợp B là có sự khép tương đối nhiều trong thì hít vào của hai dây thanh, và đây là một cái đặc điểm giúp để chẩn đoán cái gối loạn hoạt động dây thanh này. Tuy nhiên nếu mà không có cái hình B á thì nhiều khi quan sát cái hình A không, chúng ta sẽ khó nhận định đây là một cái bất thường trong hoạt động thanh quản bình thường của bệnh nhân. Cái cận lâm sàng thứ hai muốn đề cập trong chẩn đoán của gối loạn hoạt động dây thanh đó là cái hô hấp ký.
Thì những bệnh nhân hen, nếu mà có triệu chứng hen thì thường được, rất là thường được đo hô hấp ký. Vì hô hấp ký nó cũng có một vài đặc điểm giúp gợi ý cho việc chẩn đoán cái rối loạn hoạt động dạ thanh. Những đặc điểm đó có thể là: thứ nhất là chúng ta đánh giá cái đường cong lưu lượng thể tích của bệnh nhân. Chúng ta đánh giá cái đường cong lưu lượng thể tích, nhưng mà chủ yếu ở cái nhánh mà nhánh hít vào của bệnh nhân, thì chúng ta có thể thấy được những cái đặc điểm, ví dụ như nó có thể cùng cái hoặc là phẳng, hoặc là những dấu hiệu hình răng cưa của cái hình đường cong lưu lượng thể tích mọc ở cái phần nhánh hít vào. Hoặc là chúng ta tính cái trị số FEF 50 trên FEF 50 thì thường nó có thể lớn hơn 1. Tuy nhiên thì cái sự hiện diện những cái bất thường này ở bệnh nhân mà có loạn hoạt động dạ thanh thì tương đối là không có cao. Tác giả Morris và cộng sự có tiến hành một cái nghiên cứu trên 1.500 bệnh nhân có loạn hoạt động dạ thanh, thì nhận thấy là cái tỷ lệ nó hiện diện cái bất thường nó chỉ chiếm khoảng 28% trên bệnh nhân có loạn hoạt động dạ thanh. Thì đây là một cái hình minh họa về cái hô hấp ký cho những bệnh nhân có loạn hoạt động dạ thanh. Hình B là hình bệnh nhân rối loạn hoạt động dạ thanh, hình A là hình bệnh nhân bình thường. Vì ở bệnh nhân bình thường á, ở cái nhánh mà hít vào trên cái đường cong lưu lượng thể tích thì nó sẽ thường nó cái dạng hình chữ U. Còn đối với bệnh nhân mà rối loạn hoạt động dạ thanh, nếu mà có bất thường, chúng ta có thể thấy là nó bị cùng, hoặc là nó có dạng hình răng cưa, hoặc là nó kết thúc sớm. Những cận lâm sàng khác hỗ trợ cho việc chẩn đoán cái rối loạn hoạt động dạ thanh có thể kể đến, ví dụ như chúng ta nghĩ đến một cái tắc nghẽn ở đường dẫn khí lên ngoài lồng ngực, thì chúng ta có thể cho một cái chỉ định CT chụp và có dựng hình cây khí quản để xem có cái tắc nghẽn đường dẫn khí ngoài lồng ngực hay không, hoặc là loại trừ những cái bất thường tắc nghẽn do ví dụ sơ sẹo của khí quản chẳng hạn, hoặc là những cái test kích thích với quản. Thì test kích thích với quản có thể giúp một cái lợi ích trong việc là loại trừ cái chẩn đoán hen. Bên cạnh đó thì nó cũng có thể giúp ích trong việc chẩn đoán cái rối loạn hoạt động dạ thanh trong những trường hợp mà bệnh nhân cần những cái kích thích để cho biểu hiện bệnh nhân xuất hiện, giúp cho cái nội soi nhận định được cái khép dạ thanh bất thường. Cái cận lâm sàng nữa là liên quan đến dao động xung ký, thì tác giả Komaro cho thấy là có sự tăng nhẹ kháng trở đường thở ở bệnh nhân trong thì hít vào ở trên bệnh nhân VCD. Tuy nhiên việc áp dụng dao động xung ký thì cần thêm những nghiên cứu nữa để ứng dụng trên bệnh nhân rối loạn hoạt động dạ thanh. Về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán của rối loạn hoạt động dạ thanh thì nó dựa trên ba cái đặc điểm ở đây được trình bày, đó là đặc điểm về triệu chứng lâm sàng, đặc điểm về nội soi thanh quản và đặc điểm dựa trên hô hấp ký của bệnh nhân. Những cái tiêu chuẩn lâm sàng, những cái triệu chứng lâm sàng phù hợp, kết quả kết hợp với cái bằng chứng vàng của nội soi thanh quản, cũng như là những cái dấu hiệu mà có thể được ghi nhận trên cái đường cong lưu lượng thể tích có thể góp phần giúp cho chẩn đoán của cái rối loạn hoạt động dạ thanh trong thực hành lâm sàng. Về mặt điều trị của cái rối loạn hoạt động dạ thanh thì đầu tiên phải nói đây là một cái tình trạng rối loạn về chức năng, và đây là rõ ràng là một cái bệnh về lành tính. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bệnh nhân có thể diễn tiến nặng, hay cả là bệnh nhân nhập viện, hoặc là bệnh nhân có những trường hợp và khó thở đến mức mà bệnh nhân cần phải đặt nội khí quản hoặc là mở khai khí quản để đảm bảo cái đường thở cho bệnh nhân. Và việc điều trị của bệnh nhân nó cần có sự phối hợp của nhiều cái chuyên khoa, trong đó có thể kể đến những chuyên khoa ví dụ bác sĩ về hô hấp, bác sĩ về tai mũi họng, bác sĩ về dị ứng, bác sĩ về tiêu hóa, hoặc là bác sĩ về tâm thần kinh. Và cả những nhà điều trị về ngữ âm giúp hỗ trợ cho bệnh nhân. Và mục tiêu điều trị thì nó chia làm hai giai đoạn, đó là điều trị ở giai đoạn cấp tính và điều trị về phòng ngừa lâu dài. Thì đối với giai đoạn cấp tính á, thì mục tiêu là làm sao cho bệnh cái tình trạng nó co thắt cái dây thanh này, nó khép cái dây thanh bất thường này, nó được giải quyết để giúp cho giảm bớt cái tình trạng khó thở của bệnh nhân. Thì những cái điều trị người ta đưa ra có thể là có những cái phương pháp thở, ví dụ trong lúc bệnh nhân xuất hiện cái cơn khó thở đó, bệnh nhân có thể thở một cách hỗn hển, có thể giúp giải quyết, giúp hai cái dây thanh nó hoạt động lại bình thường. Hoặc là có những trường hợp bệnh nhân có thể thở áp lực dương không xâm lấn liên tục, hoặc là bệnh nhân có thể thở với cái hỗn hợp khí heliox. Bên cạnh đó nó có những cái một số trường hợp người ta ghi nhận là bệnh nhân có thể hiệu quả với cái điều trị là phun khí dung với cái lidocaine. Thì cái lidocaine nó có thể giúp làm cho cái giảm cái kích thích gây tê, giảm cái kích thích của cái vùng thanh quản, và có một số những cái báo cáo cũng cho thấy nó hiệu quả ở trên bệnh nhân. Bên cạnh đó thì việc giáo dục bệnh nhân là một cái vấn đề khá là quan trọng, tại vì nó sẽ nếu bệnh nhân nắm rõ cái bệnh
cũng như là bệnh nhân phối hợp tốt với điều trị, thì đó là một cái mấu chốt rất là quan trọng trong cái việc điều trị thành công ở bệnh nhân rối loạn hoạt động dây thanh. Ngoài ra những cái điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như điều trị với cái những cái thuốc an thần, ví dụ nhóm BZD hoặc là nhóm amitriptyline, cũng cho thấy một số hiệu quả trong một số những báo cáo những trường hợp. Và cái dạng MBI mà kháng cho linaxit cũng cho thấy hiệu quả, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân rối loạn hoạt động dây thanh mà liên quan đến cái tình trạng gắng sức. Những bài tập thở là những cái phương pháp điều trị tương đối là cho thấy cái hiệu quả, đòi hỏi bệnh nhân có một cái sự tuân thủ điều trị cũng như là một cái sự phối hợp thường xuyên, thì nó có cho thấy được cái hiệu quả về lâu dài. Khi mà cái điều trị những bài tập thở này mà nó không hiệu quả, thì cái việc xem xét điều trị bằng tiếp cận với nhà ngữ âm để điều trị cho bệnh nhân là một cái phương pháp được chọn lựa tiếp theo. Thì đó là những cái đặc điểm tổng quan về cái việc một cái bệnh cảnh rối loạn hoạt động dây thanh. Thì trở lại cái trường hợp ban đầu, đó là một bệnh nhân nữ 68 tuổi nhập viện vì khó thở. Thì bệnh nhân này được làm những cái cận lâm sàng như đã đề cập, ví dụ như bệnh nhân được thực hiện một cái hô hấp ký. Thì kết quả của hô hấp ký này cũng có những cái đặc điểm tương đối là cũng cần phải phân tích kỹ, nó không giống như một cái hô hấp ký bình thường. Ở đây bệnh nhân được đo 6 lần cái đường cong lưu lượng thể tích. Thì trên 6 lần cái đường cong lưu lượng thể tích này, ta thấy nhận thấy một điều là trong 5 cái đường cong lúc đầu á, thì ta thấy là ở cái đường cong cái phần mà hít vào của bệnh nhân á, thì nó không được thực hiện một cách tròn trịa, mà nó có cái tình trạng là nó căng cưa, cũng như là nó có cái tình trạng là cùng đi cái đường cong, cái phần hít vào của bệnh nhân. Tuy nhiên ở cái đường cong mà thứ 6, đường cong cuối cùng của cái đường cong lưu lượng thể tích, thì ta thấy một cái hình dạng tương đối bình thường. Vậy thì cái điều suy nghĩ đặt ra trong cái kết quả này đó là có một cái tình trạng mà tắc nghẽn của đường thở nó thay đổi trên bệnh nhân này. Và tắc nghẽn này nó có thể xuất hiện ở đâu? Nếu mà nó ảnh hưởng chủ yếu ở cái phần hít vào, thì nó sẽ xuất hiện tắc nghẽn chủ yếu ở cái phần đường thở ngoài lồng ngực. Tuy nhiên là cái ở bệnh nhân này tương đối đặc biệt là nó có cái phần thở ra, nó cũng có những đặc điểm mà cần nghi ngờ tắc nghẽn nó xuất hiện. Thì tiếp theo đó là bệnh nhân được thực hiện một cái nội soi thanh quản để loại trừ cái nguyên nhân tắc nghẽn. Thì trên cái nội soi thanh quản này, chúng ta cố gắng chúng ta theo dõi thì tập trung vào cái thành sau của cái thanh quản. Chúng ta sẽ quan sát thấy có một cái sự di chuyển nhẹ của cái dịch tiết của bệnh nhân. Thì chúng ta để ý để chúng ta xác định, giúp chúng ta xác định được cái bệnh nhân này đang ở cái thì nào của hô hấp, là bệnh nhân ở cái thì hít vào hay là ở cái thì thở ra. Nếu mà có xuất hiện cái dịch, tức là bệnh nhân có cái tình trạng là đẩy dịch, cái luồng khí nó đang đi ra, nó đẩy cái dịch, chúng ta sẽ thấy cái hiện diện ở thành sau của cái thanh quản ngay cái vị trí này, thì đó là cái thì thở ra của bệnh nhân. Và nếu không có dịch thì đó là trong thì hít vào của bệnh nhân. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta để ý thì khi không có dịch đó, thì chúng ta quan sát cái hoạt động của hai cái dây thanh, thì hai cái dây thanh này có vẻ như là nó không được mở ra trong cái thì hít vào của bệnh nhân. Gần như là không được mở ra, và hay là mở ra rất ít trên bệnh nhân. Sau khi cái kết quả thực hiện cái nội soi thanh quản này, thì bệnh nhân sau đó được xác định chẩn đoán lại. Đó là một cái chẩn đoán khả năng nhiều, đó là một cái trường hợp rối loạn hoạt động dây thanh. Và việc điều trị của bệnh nhân được thay đổi một cách tương ứng, đó là bệnh nhân được giảm dần những cái thuốc điều trị về hen, cũng như bệnh nhân được kiểm soát tốt hơn những cái tình trạng đi kèm, ví dụ bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản hay là viêm mũi dị ứng. Thì bên cạnh đó, bệnh nhân được kê những cái thuốc điều trị về rối loạn tâm thần nhẹ, cũng như bệnh nhân được hướng dẫn những cái bài tập thở cho bệnh nhân. Thì trên cái sự theo dõi thì cái bệnh nhân này cho thấy là cái triệu chứng của bệnh nhân cải thiện và bệnh nhân rất là ổn định. Cái triệu chứng khó thở bệnh nhân giảm dần và gần như xuất hiện ở tại thời điểm là 6 tuần sau khi điều trị và theo dõi bệnh nhân. Một cái trường hợp thứ hai,
xin đề cập đến đây, đó là một cái bệnh nhân nam 16 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện cũng vì cái bệnh cái triệu chứng là khó thở. Bệnh nhân này cũng có một cái tiền căn, đó là tiền sử là hen được chẩn đoán từ nhỏ. Về mặt bệnh sử, bệnh nhân này là trong một cái đợt bệnh này là bệnh nhân có đi chám răng. Sau đó bệnh nhân có tình trạng là bệnh nhân uống nước nó bị sặc đi và sau đó nó xuất hiện cái cơn khó thở. Thì tại địa phương á, thì bệnh nhân được điều trị như một cái cơn hen. Người ta nghĩ là bệnh nhân xuất hiện cái cơn hen, nhưng mà cái điều trị này lại cho thấy là nó không cải thiện bệnh nhân. Và bệnh nhân có thêm một cái cảm giác là bệnh nhân khó thở mà cảm giác chủ yếu ở cái vùng cổ của bệnh nhân. Chính vì vậy bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Thì những kết quả cận lâm sàng thực hiện cho bệnh nhân, ví dụ X quang ngực thì cho thấy nó hoàn toàn bình thường. Khi bệnh nhân có tình trạng ổn định thì bệnh nhân này cũng được thực hiện một cái hô hấp ký. Thì hô hấp ký ở đây cho thấy là bệnh nhân đo cái đường cong lưu lượng thể tích. Xin lỗi bác sĩ Lam, là thời gian hơi bị quá rồi. Bác sĩ Lam có thể rút ngắn lại một chút, mình còn chỉ còn 5 phút để thảo luận thôi. Tên cái đường cong lưu lượng thể tích thì nó có thấy được ở trong cái phần hít vào, nó có sự cùng của cái chi của cái phần hít vào của bệnh nhân. Thì kết quả nội soi thanh quản bình thường, CT cổ ngực cũng bình thường. Và bệnh nhân này được chẩn đoán với một cái rối loạn hoạt động dây thanh, nhưng mà không được chưa được loại trừ cái chẩn đoán hen. Điều trị bệnh nhân thì với cái điều trị là hen kèm với an thần nhẹ thì cho thấy được cải thiện cái rối loạn cái tình trạng khó thở, cải thiện cái tình trạng khó thở của bệnh nhân. Thì ở bệnh nhân này cái chẩn đoán về cái mặc dù bệnh nhân không có đạt được tiêu chuẩn vàng của trên cái nội soi thanh quản để chẩn đoán cái rối loạn hoạt động dây thanh, nhưng mà một cái điều, những đặc điểm đưa ra cũng như những cái bệnh cảnh là giúp nghĩ nhiều đến cái chẩn đoán rối loạn hoạt động dây thanh cho bệnh nhân, mặc dù bệnh nhân có tiền sử hen từ nhỏ. Thì đó là hai cái trường hợp để minh họa cho rối loạn hoạt động dây thanh. Thì kết luận lại phần trình bày, thì đối với rối loạn hoạt động dây thanh thì chúng ta nhận thấy là nó có thể có những cái biểu hiện lâm sàng là rất là giống với cái bệnh cảnh hen, và cái việc bỏ sót chẩn đoán này cũng rất là khá thường gặp. Do đó cái việc mà nghĩ đến cái chẩn đoán rối loạn hoạt động dây thanh trên những bệnh nhân mà hen, đặc biệt là hen nặng hoặc là hen khó trị, là một cái điều nên xem xét. Từ đó giúp chúng ta một việc là chúng ta chẩn đoán chính xác hơn cũng như là kiểm soát bệnh nhân hen được tốt hơn. Và bài trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đại biểu. Vâng, cảm ơn cái phần trình bày rất là chi tiết của bác sĩ Lam.